Anh em hỏi cái mặt em có hợp với cả tóc ngắn không? Tóc ngắn tầm nào? Tầm như thế này. Đây là đang tương thế theo trend. Bây giờ nhá, bây giờ nhá, anh nghĩ là như này, cả em cắt cái kiểu đấy cũng được. Nhưng mà phải để dài hơn một chút, bởi vì là gương mặt em lúc đấy để dài này mặt em sẽ nhỏ hơn. Thì đấy nó lại là hợp. Vâng. Nên em yên tâm thế lại hợp nhá. Nếu còn không thì thôi em để tóc dài đi. Vâng, em an toàn thôi. Cắt tỉa lại nó cũng ok mà nhá. Dạ. Anh nghĩ như này nhá, bây giờ em còn một tháng nữa là sinh ý. Anh khuyên em, lần này em chỉ nên cắt thôi. Bây giờ tóc này của em nó vẫn đang hơi cong này. Nếu cắt thì cho nó còn nhẹ một chút lên. Vâng. Đấy thì anh thấy như thế thì nó ok hơn, để sau này sau khi sinh xong thì em gọi là làm tất cả mẹ bỉm sữa bắt đầu thay đổi nó ok hơn. Vâng. Bây giờ em làm xong về nhà em không chăm thì nó cũng không đẹp. Vâng. Đấy là anh khuyên thật. Thứ hai nữa là anh nghĩ là nó cũng dễ ảnh hưởng đến sức khỏe ít nhiều. Bây giờ thì tất cả các sản phẩm đều rất là tốt thôi, nhưng mà tuy nhiên thì anh nghĩ là đến bây giờ sát còn một tháng nữa thì thôi. Vâng ạ.